Hoàng Long Thanh Số xin kính chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em rất là vui được test một cái đô la Party House QS10 mà có lần em đã review chi tiết cho các bác. Hôm nay là theo yêu cầu của anh Nguyễn Văn Tánh ở số 9 đường 9, khu dân cư Nam Long, thường phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại là 0974 và ba số cuối là 586 và 0979 và ba số cuối là 142. Anh có đặt hàng với em một đôi loa Party House đây. Thì em đang ghép vào với cục đẩy vào cái vang số để test hàng cho anh trước khi gửi đi cho anh. Thì hiện tại đôi Party House này là một cái đôi mà em đang tuyển chọn kỹ cho anh. Đảm bảo là vẫn còn nguyên zin. Vẫn còn nguyên zin. Hai bên đều thế. Đây. Vẫn nguyên zin rất là dai. Mời anh và các bác nghe thử một đoạn nhé. Con này ngoại hình của nó thì nó chỉ hơi xước xát một chút thôi, nên anh thông cảm vì cái hàng bãi nó không thể nào nó còn đẹp như mới được. Tuy nhiên là quan trọng nhất vẫn là cái củ loa. Các củ loa cũng như phân tần rồi mạch bên trong còn nguyên bản hết, tất cả đều nguyên bản. Cái dòng loa này thì nó thiên về vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, và tiếng bass nó rất là mềm, và tiếng chung và tiếng chép rất là rõ ràng và tách bạch chi tiết, và nó rất là hay. Và cái dòng này thì riêng về hát karaoke nó tiếng lời nó rất là sáng và rõ. Hiện đây thì em test luôn cho anh nghe thử một đoạn karaoke nhé. Vâng, sau đây em xin mời các bác hãy cùng em test thử một đoạn karaoke của đôi loa Party House này nhé. Bao năm qua vẫn cô đơn, dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng. Chờ cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây, tôi không hề trách đời hay giận đời mau đổi thay. Em ơi nếu mộng không thành thì sao, non cao đất rộng biết đâu mà tìm. Đường đời mịt mờ vạn nẻo về đâu, mong chờ duyên kiếp đưa lối bắt cầu. Em mới nhắc lại phút xưa gặp nhau, trên đê vắng người lúc tan chờ chiều. Ngại ngùng ngồi lần anh đến làm quê, mà em ấm hợp vì quá thẹn thùng. Cả ngày em yêu em hơn và yêu em mãi, dù phút êm đềm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi. Ngày ngày yêu anh đâu hành tình ta gian dối để bước phong trần tha hương. Em khóc cho đời hiền dữ, về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Đường khuya vắng người bên thương xa rồi, mình tôi lắng hồn theo tiếng mưa rơi.
lối về còn là bao hình bóng. Những lúc chia tay giữa đêm sương mờ bụi ngùi thôi chẳng nói bóng ai xa rồi còn ai đứng nhìn theo. Ngày xưa anh nói anh thương có em thôi, không ai ngoài em nữa. Ngày xưa anh nói em như áng mây trôi theo em về cuối trời. Muôn kiếp xây đời dựng lều hoa bên suối, sống cho nhau mà thôi ít lúc sương chiều rơi. Và khi gió lơi giờ mùa đông băng giá, em không ngại sâu tới. Ngày xưa em nói không mơ ước cao xa hay cũng vàng gạt kia. Ngày xưa em nói em yêu có anh thôi, trong tim hòa tiếng đời. Đôi bóng chim trời quyện vào nhau bay mãi, tới phương xa nào đây đón anh sang tình yêu. Buồn vui có nhau để ngàn câu thương nhớ xanh thắm màu nhớ thương. Vâng, sau đây em chuẩn bị đóng hàng cho anh Tánh nhá. Một lần nữa thay mặt cho toàn thể công ty em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Tánh và kính chúc anh cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe và chúc riêng anh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và xin chào hẹn gặp lại. Em đã đóng hàng xong cho anh Tánh loa party hall. Thì cái thùng đóng theo cái thiết kế của loa nó bị méo méo một tí. Anh nhận được hàng thì anh kiểm tra và thanh toán cho bên bưu điện giúp em nha. Một lần nữa rất là cảm ơn anh. Xin chào và hẹn gặp lại.